Tiếp theo combo số 22 nha quý vị. Combo này một cây khế chua 200k bao của ship. Anh nào mua chuyển trước 100 còn lại shipper thu hộ. Cái khế chua này đẹp lắm nha quý vị. Có bộ đế vậy người ta trồng vô trong cái ống á. Nó có cái bộ đế vậy mặt sau mặt trước gì nó cũng như nhau nha quý vị ha. Đó. Cái lông bò cụm tỷ lệ ha. Rồi xuống không quý vị, 200k bao của ship á. Anh nào mua thì đặt cọc trước 100 nha. Cây này cũng lâu mấy năm tuổi nha, 3 năm trở lên này. Xuống luôn nha quý vị.